Hôm qua tôi đã chia sẻ với các anh chị những cái câu ở phía trên rồi đúng không ạ? Hôm nay sẽ đến một cái câu nhỏ mà tôi tin chắc rằng tất cả anh chị chúng ta đều sẽ hay hỏi. Đó là làm cách nào để mình có thể giúp có thể làm bản thân của mình, anh chị làm cách nào để mà mình có thể tập trung vào chính mình. Cái câu này thì ngày trước tôi cũng từng bị anh chị. Là ngày trước anh chị nha, tôi là một cái người hay hay lo chuyện bao đồng một xíu. Rồi tám chuyện anh chị nha, hay thích nhìn ra bên ngoài. Nhìn vào chuyện hàng xóm, chuyện của những người xung quanh. Vâng, bao trong số anh chị chúng ta cũng đã từng như thế ạ, hay là bản thân mình cũng đang như thế ạ, và mình mong muốn thay đổi đâu anh chị. Ai cũng giống nhau anh chị nha, chứ không phải cá nhân nào mà là bạn có là tôi không có đâu, tại vì chúng ta đã được mô tiếp theo ai ạ, thế hệ đi trước, bố mẹ mình, gia đình mình, rồi họ hàng mình. Là mình hay có cái mô típ là gì ạ? Là mình thấy ai làm sao mình cũng làm theo. Và ngày trước tôi cũng từng là người như vậy anh chị nha. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để mà có thể cân bằng lại nha. Tập trung vào chính mình anh chị. Tập trung vào chính mình có nghĩa là sao anh chị ơi? Đầu tiên ấy, để mà mình có thể tập trung vào chính mình anh chị nha. Đầu tiên các anh chị phải biết được cái điều mình mong muốn là gì, cái điều mình mong muốn là gì anh chị nha, cái kết quả mà các anh chị mong muốn nhận được trong cuộc sống này là gì, hay còn gọi là ước mơ của mình là gì anh chị. Cho nên các anh chị biết vì sao cái chuỗi livestream 30 ngày hay 21 ngày của Tú ấy, là Tú đều cái livestream đầu tiên là Tú đều hướng dẫn các anh chị cách thiết lập mục tiêu để mà các anh chị tập trung vào chính mình. Chứ mà bây giờ mình mà mình không biết cái điều mình muốn là gì anh chị nha, thì thường mình sẽ không có biết được cái sự ưu tiên. Tại vì suy nghĩ của mình một ngày anh chị nó sẽ rất là nhiều cái suy nghĩ nó bên trong tâm trí của mình. Cho nên là nếu mà chúng ta không biết cái điều mình muốn là gì, cái kết quả mình mong muốn là gì á, thì chúng ta sẽ không có những cái sự ưu tiên. Nên đầu tiên anh chị nha, để tập trung vào chính mình, là đầu tiên các anh chị phải biết được cái kết quả các anh chị mong muốn nhận được trong cuộc sống này là gì. Ước mơ của mình anh chị, mục tiêu hoài bão của mình, kết quả 30 ngày, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Và nếu như các anh chị chưa đạt được cái kết quả mà các anh chị mong muốn, có nghĩa là chúng ta tập trung chưa đúng cái cần phải tập trung anh chị. Anh chị nhớ nha, nếu chúng ta chưa đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn anh chị, hay cái điều mà chúng ta mong muốn, có nghĩa là chúng ta tập trung chưa đúng cái để mà gọi là chưa đúng cái cần tập trung để giúp cho mình đạt được cái kết quả, cái mong muốn, cái mục tiêu mình đặt ra trong cuộc sống này. Các anh chị ghi rõ cái câu đó và đóng khung lại nha. Nếu mà chúng ta chưa đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn, chưa đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn anh chị, mục tiêu ước mơ hoài bão của mình, có nghĩa là chúng ta tập trung chưa đúng cái cần phải tập trung để giúp cho mình đạt được cái kết quả, cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra anh chị nha, trong cuộc sống này. Anh chị hiểu được cái câu tôi vừa chia sẻ không ạ? Nghĩa là muốn thành công giàu có nhưng mà tập trung kể lể than vãn trách móc. Cho nên là nếu bây giờ các anh chị chưa có được cái sự tự do về tài chính, chưa có được cái sự thành công, được cái thu nhập như các anh chị mong muốn, chưa có được cái đạt được mục tiêu tài chính 30 ngày, có nghĩa là trong cái thời gian, ví dụ mục tiêu 30 ngày đi, mà mình chưa có đạt được, có nghĩa là trong 30 ngày vừa qua mình tập trung đúng cái chưa anh chị ơi? Tập trung đúng cái chưa? Chưa. Thế nếu một năm trôi qua mục tiêu của mình chưa đạt được, có nghĩa là một năm vừa qua 365 ngày mình đã tập trung đúng cái cần để cái tập trung đúng cái cần phải tập trung để giúp cho mình đạt được kết quả chưa? Dạ vâng, nhìn vào kết quả, suy ra tư duy và sự tập trung anh chị nha, và hành động. Vậy thì làm sao để mà mình có thể là thay đổi được sự tập trung của mình anh chị? Làm sao để mình có thể thu hút được những cái điều tốt đẹp, may mắn, những cái nguồn lực đến để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu đây?
Cho nên anh chị cho nên các anh chị nha, trong một ngày chúng ta có 24 giờ như nhau, ai cũng như nhau. Bây giờ các anh chị có quyền lựa chọn. Bây giờ các anh chị ghi vào vở xong, các anh chị hãy lựa chọn và anh chị khoanh vào cái sự lựa chọn mà các anh chị chọn nha. Một là mình tập trung vào ở những cái bên ngoài, tập trung chuyện người này người nọ người kia, xong rồi phán xét hết người này người nọ người kia, nói hết người này người nọ người kia, xong rồi cứ xem những cái drama, những cái scandal, xong rồi đánh giá phán xét, tập trung vào những cái điều không tích cực các anh chị, thì nó sẽ thu hút về với mình. Đó là cái sự lựa chọn thứ nhất. Tại vì anh chị biết như thế này, nếu mà mình nói những cái điều không tích cực gì về người khác nha, thì nó cũng sẽ thu hút về với mình luôn. Nên ông bà mình ngày xưa mới có câu nói là ghét của nào chờ cha của đó đó. Nhiều khi mình cứ nói đi nói lại tiềm thức tưởng mình thích anh chị ơi. Bây giờ anh chị cứ nói đi nói lại một cái chủ đề hay một cái vấn đề hay một cái tính cách hay một cái phẩm chất, một cái thói quen nào mà nó không tốt ấy. Bao trong số anh chị đã từng như thế và thấy một thời gian sau mình có cái tính cách đó luôn, mình có cái thói quen đó luôn. Mà mình đã từng nói một ai đó anh chị nha. Có không ạ? Bao trong số anh chị để ý là mình có ạ. À. Và bao trong số anh chị mình từng thấy là ngày trước mình từng nói mà mình không thích ai á, cái tự dưng giờ mình có một cái người bạn thân hoặc thậm chí chồng mình là cái người đó luôn. Có nhớ bạn của Tú nói như vậy, bạn của Tú anh chị nó trắng bóc rồi, dễ thương xinh xắn lắm. Ngày xưa là hai hai đứa chơi với nhau, học với nhau là 3 năm cấp 3. Thế nói Tú, xin phép anh chị nha, Thuận gọi là đọc lại cả một câu mà hai đứa Tú và bạn như Tú với Tú hay xưng với nhau á. Tao và tao nói với mày nghe nè Tú, sao tao lấy chồng mà không bao giờ lấy mấy thằng da đen. nhìn nó không có được sạch, tôi ngăm ngăm rồi nhìn. Mà dù là tao nói, ủa mất mới gì người ta da đen liên quan gì, da ngăm da đen rồi liên quan gì, nó nhìn cứ không sạch sẽ hay sao á. Dạ vâng, tao nói hoài luôn anh chị. Mà đúng như rằng là đúng là những cái người mà bạn Tú quen những cái năm cấp 3 chị toàn đẹp trai không, mà lại không cưới. Anh chị biết cuối cùng nó cưới ai không? Cái anh mà chủ tiệm sửa xe kế bên nhà nó, mà anh đó là lúc nào anh đó thì ngâm anh chị nha, cũng hơi đen đen, mà tay lúc nào cũng nhớt mà làm chủ mà anh chị. Trời ơi, tay lúc nào đến bây giờ luôn, Tú gặp mỗi lần mà Tú gặp là tay không bao giờ sạch hết trơn, tại vì nó nhớt anh chị, nó giống như bị chai lì hay sao, rửa hoài không ra anh chị nha. Dạ vâng, thấy có hai đứa con rồi. Cái lúc mà nó nói với Tú nó cưới anh đó, Tú cũng chẳng nói gì. Tú không nói gì anh chị nha, nó có công là nó hơi kiểu như chọc dạ xíu mà mình cũng chẳng nói, ngày xưa từng nói với mình như thế. Thấy anh chị, cho nên là khi mà anh chị nói một cái gì đó, cho nên tôi mới nói các anh chị là cái sức mạnh của ngôn từ nó quan trọng lắm. Thay vì các anh chị cứ than, anh chị nói mình giàu 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 đi, tôi nhiều tiền, tôi đầy tiền. Cho nên anh chị thấy là để ý nè, ai mà mình hay khá giả cái mà người ta hay nói trời ơi, em ngưỡng mộ gia đình chị quá, ngưỡng mộ chị thành công quá. Chị có giàu đâu em, chị có thành công đâu, chị làm gì có tiền. Thì giống như rằng là đang có tiền cái thời gian sau không có luôn anh chị nha. Tú có một chị bạn trong nhóm học tập ấy, là ngày trước là mua được nhà mua được xe luôn nha, nhưng mà không bao giờ công nhận thành công của mình, không bao giờ công nhận là mình giỏi hết trơn. Cứ nói giỏi gì, có giỏi gì đâu, không có giỏi. Sao anh chị biết một cái điều gì không? Dạ, cái bán nhà bán xe luôn anh chị. Thế là khi mà học các cái bộ, khi mà học Zoom câu lạc bộ mình, khi mà Tú nói tới đó, trời ơi chị nhắn tin cho Tú một tràng như tấu sớ vậy đó. Ngộ anh chị tốt nghiệp bài học ấy. Thôi nhà chị làm gì có tiền, nhà chị nghèo lắm, thậm chí còn có nhiều anh chị là lên ở quê là lên tới nhà xây tường rồi, xây tường rồi mà bây giờ vẫn xin sổ hộ nghèo, dứt khoát là không cho thoát nha, gọi là thoát nghèo không chịu anh chị, cứ xin hoài. Nó lên tới nhà tường rồi, con cái đi lên Sài Gòn làm việc mà sao chị vẫn khổ lắm em ơi.
nhất quyết là vẫn phải giữ cuốn sổ đó anh chị, và cuối cùng mà nhà không lên nổi luôn, con cái cũng không phát triển nổi luôn, tại vì lúc nào cái tiềm thức của mình về là mình đều ám thị là gì, nhà mình kho khổ lắm rồi, không có tiền, đúng rồi, giữ bằng mọi cách nha anh chị nha. Trời anh chị nhớ, ghét của nào trời trao của đó. Bây giờ anh chị nói với vũ trụ là giàu 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 thì tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi đầy tiền, tôi có thu nhập một tháng 1 tỷ, tôi có sở hữu tài sản 1 triệu đô, tôi du lịch vòng quanh thế giới. Anh chị nói đi nói lại gì, tại vì tâm thức nó không có hiểu anh chị nha, anh chị nói đi nói lại cái điều gì nhiều ấy, nó tưởng anh chị thích, thích thì cho thêm. Ý thức là người ra quyết định, và tiềm thức là đồng ý và cho thêm anh chị, và trường năng lượng thì đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Cho nên nó không có biết được rằng là anh chị nói cái điều đó là anh chị không thích đâu. Cho nên là cái sức mạnh ngôn từ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là nuôi dạy con cái nè. Anh chị nào mà chúng ta hay dạy con mà theo kiểu là mình hay la, sao hư quá, sao mà dốt quá, sao mà các kiểu vân vân, anh chị thấy con anh chị nó ngày càng lì thật. Bao trong số anh chị chúng ta từng dạy con mà cứ la con mà lì quá, là sao mà não cá vàng rồi, học gì không nhớ, thì đúng như rằng là con mình nó cứ bị hoài anh chị, nó không có phát triển lên nổi luôn. Nhưng mà khi mà các anh chị chúng ta thay đổi ngôn từ nha, con tôi ngoan ngoãn, con tôi gì ăn cơm ngoan, giống như mấy chị ngày trước ấy, con của chị em nó nghịch lắm, con của chị nó hư lắm, con của chị nó cái mỗi lần chị học với mình nó cứ đeo chị không học được. Cái tôi mới nói chị thay đổi ngôn từ cho, bây giờ là con tự ăn cơm luôn anh chị nha. Con tự nói là con tới giờ là nó còn hỏi 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 mẹ như vậy nè. Ủa mẹ sao mẹ chưa vô Zoom của cô Tú? Mẹ 20 giờ vô Zoom kìa. Còn ngày trước là mình vô Zoom mà nó đeo mình lắm anh chị nha. Nó đeo không cho học, không ghi chép được cái gì. Nhiều một một số anh chị vào Zoom sớm mà tôi thấy anh chị ngồi Zoom ở phía trước ấy, mà con nó nhảy qua nhảy lại xong nó đeo lên cổ, nó nhảy qua tay, nó không cho học. Bây giờ nó ngoan lắm anh chị, nghĩa là tự học luôn, biết giờ này là giờ mẹ học, cái nó tự lon ton gì và lấy sách vở ra tự ngồi học, rồi giờ tự ăn uống luôn, rồi tự đi ngủ luôn, tại vì nhiều khi đặt hàng vũ trụ tới 22:30. Thay đổi ngôn từ anh chị sẽ thấy là cuộc đời của mình nó thay đổi một cách rất là vi diệu anh chị, những cái kết quả bên ngoài sẽ thay đổi rất là vi diệu. Ai nhiều anh chị cứ nói là chồng của chị thế này thế kia, vợ của anh thế này thế kia. Dạ vâng, tại vì anh chị cứ nói đi nói lại hoài thì họ sao không bị được. Đúng rồi, có chị chia sẻ là 8 giờ là mẹ học xong rồi con tự học, 9 giờ con tự ngủ luôn. Thay đổi ngôn từ anh chị nha. Thay vì các anh chị cứ nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại cái điều anh chị không muốn, thì tại sao cũng là cái sự lựa chọn là suy nghĩ và nói ra, mà chúng ta là không lựa chọn là nói, suy nghĩ và nói ra những cái điều các anh chị muốn để các anh chị có được cái kết quả đó. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là khi mà các anh chị chưa đạt được cái kết quả nào mà các anh chị mong muốn ấy, về sức khỏe, về mối quan hệ, hay về tài chính, về gia đình hạnh phúc, hay là con cái ngoan ngoãn, ngoãn, thông minh, thiên tài, nói chung là cái điều gì mà các anh chị muốn mà các anh chị chưa đạt được cái kết quả là chúng ta đã tập trung chưa có đúng cái cần, để cái chưa có đúng cái cần phải tập trung để đạt được cái kết quả của mình anh chị nha. Đấy, được anh chị ơi. Ừ. Nhiều khi là mình cứ nghĩ là nó không có cái điều mình nói ra nó không có gì hết, nhưng mà không anh chị, tiềm thức nó không biết mình nói giỡn. Cho nên cái điều gì mà các anh chị nói hoài, các anh chị nghĩ hoài, anh chị nhắc đi nhắc lại hoài, nó sẽ được hút tới mình anh chị nha, nó sẽ hút tới với mình, đơn giản vậy thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta có 24 giờ vô 24 giờ như nhau anh chị, không ai có tiếng thứ 25 cả. Ừ. Nên là chúng ta phải tận dụng cái giờ, cái 24 giờ đó của mình để tập trung, để mà các anh chị có thể có được cái kết quả mà các anh chị mong muốn trong cuộc sống này. Thay vì cùng 24 giờ đó các anh chị nói cái điều anh chị không muốn, thay vì 24 giờ đó các anh chị tập trung vào cái điều anh chị không muốn, nói cái điều anh chị không muốn, rồi cứ nghĩ về chuyện của người ta. Cho nên bác Jim Rohn có nói một cái câu như vậy anh chị: thay vì bạn dành thời gian để nhìn vào nóc nhà hay sân nhà của nhà hàng xóm và nói rằng là nhà của ngài hay nhà của cô gì chú bác này đó là đang có rất nhiều tuyết phủ ở trên nóc nhà và sân kìa, thì sao không dành thời gian đó quét sân nhà của mình đi. Sân nhà mình cũng đâu phải là không có tuyết đâu, phủ đầy tuyết ấy. Thay vì như thế sao không quét sân nhà nhà mình đi, nóc nhà nhà mình nhìn chưa,
kiểu như thế anh chị nhé. Đấy. À, thay vì mình dành thời gian nói những điều không tích cực anh chị, nói cái điều anh chị không muốn, thậm chí là còn dành thời gian nghĩ đi nghĩ lại rồi còn còn chìm đắm cảm xúc trong đó nữa anh chị. À, chìm đắm cảm xúc trong đó nữa. Đúng không, nhớ lúc trước con của doanh nhân chị Kim Dung trong nhóm câu lạc bộ nhà mình, ngày trước mỗi lần mà chị Kim Dung đi xuống Sài Gòn để offline câu lạc bộ là coi như là không yên luôn anh chị. Tại vì bà ngoại canh nhưng mà nó khóc đòi mẹ, không có mẹ đâu chịu được đâu. Khóc khóc quá trời luôn rồi, nửa đêm đang đi offline coi là buổi tối đang offline, 3 ngày offline cũng khóc nha anh chị. Cứ đòi mẹ về cái xài họ offline xong mới tranh thủ đi về chứ đâu có gặp được anh chị em câu lạc bộ đâu. Sau một thời gian thì chỉ thay đổi ngôn từ mà bà chỉ neo về con mình ấy. Con là thiên tài, con ngoan ngoãn, con tự giác, con tự lập, con là niềm tự hào của mẹ. Con tự ăn, tự sinh hoạt, tự học để mẹ học tập phát triển bản thân, thay đổi tương lai của gia đình mình, cho con một cái môi trường học tập tốt hơn rồi dân dân vân vân và vân vân anh chị. Cuối cùng mà bây giờ là đấy, thế là chị vẫn tham gia Zoom đầy đủ các buổi Zoom anh chị nha, và đi offline xuống câu lạc bộ offline là thoải mái luôn, không có nghe cái điện thoại mà réo liên tục là về đi tại vì ở Đà Lạt mà. Ừ. Bữa nay là ngồi học cùng mẹ luôn, tuyệt vời anh chị. Đấy. À, nên là các anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta thay đổi anh chị ha, thay đổi về, thay đổi về suy nghĩ, về lời nói, về hành động, thì mình sẽ trở thành tấm gương cho con cái của mình và gia đình của mình. Bây giờ các anh chị cứ nói là học đi con, học bài đi, mà các anh chị ngồi kế bên anh chị bấm điện thoại, một tay thì bảo sao không học đi nhìn cái gì, tay thì coi TikTok xong cười hí hí. À, xong bấm mấy bộ phim, mấy cái video ngắn ngắn ấy coi xong cười, rồi anh chị nói là ngồi trên đó học nha, đi xuống sao cái cụ mà chị xuống sao anh chị nghe đúng không, coi anh chị nó quan sát được mà, nó biết hết ấy. Nhưng mà nếu các anh chị vào Zoom, các anh chị nghe tôi chia sẻ, con anh chị đang ngồi học bên kia hỏi bố mẹ làm gì ấy? Đang học không thấy đang ghi chép mà, đang ghi chép nè, giống con y chang là giờ mẹ cũng học nè, con cũng học cùng với mẹ nha, hay học cùng với bố nha, thế nó ngồi bên kia nó học. Thế anh chị ngồi bên đây anh chị học. Đấy. Cho nên là anh chị phải nhớ là ngày hôm nay mình học ấy. Tú hay nói với các anh chị, nếu anh chị bảo rằng là chị tụt năng lượng của em ơi, chị mất năng lượng, chị thế này thế nọ thế kia, thì Tú hay nói với các anh chị, bây giờ các anh chị lựa chọn đi. Nếu các anh chị chấp nhận nhìn con cái mình sau này sẽ đi là cái vết xe, và cái con đường của anh chị từng đi là cũng chật vật như thế, cũng lăn qua lăn lại rồi va vấp rồi cũng không biết cái con đường nào để thành công ấy. Thì các anh chị hãy cho bản thân mình thỏa mãn theo những cái sở thích nhất nhất thời của mình, theo những cái gọi là cái tiếng nói bên trong của mình. Còn nếu bây giờ các anh chị muốn mình là người tiên phong thay đổi để mà con cái của mình nó sao ạ? Nó sao anh chị? Nó được có được một cái nền tảng tốt hơn để mà nó được phát triển tốt hơn, không phải như giống mình ngày hôm nay, thì các anh chị phải giờ phải nghĩ xa ra anh chị, có một tầm nhìn lớn ra, đơn giản như vậy thôi, được anh chị ơi. Ừ. Nha, cho nên là đầu tiên anh chị phải biết cái điều anh chị muốn là gì, cái mục tiêu anh chị muốn là gì, và cái thứ hai các anh chị phải thay đổi sự tập trung của mình đã có mục tiêu rồi, mình đã có điều mình muốn rồi anh chị, mình đã có được cái kết quả mình muốn rồi. Các anh chị biết cái kết quả mình muốn rồi thì các anh chị cần phải làm gì ạ? Tập trung vào nó chứ, tại sao ghi mục tiêu rồi đi dành thời gian tập trung vào cái việc khác được. Bây giờ tôi hỏi các anh chị, những anh chị mà chúng ta đã đi trước nè, các anh chị thấy cái hành trình các anh chị đang đi, đoạn đường anh chị đi đến ngày hôm nay các anh chị gặp được câu lạc bộ, thì trong xuyên suốt cái hành trình mà trước khi gặp câu lạc bộ, nó có dễ dàng không ạ? Các anh chị đi qua chị thấy nó có dễ dàng không? Không dễ dàng anh chị nha. Các anh chị có muốn con mình đi con đường đó không? Và đầu tiên là các anh chị sẽ có một cái cuộc đời nó như thế, cái cuộc đời nó sẽ tiếp tục như thế, thì chắc chắn đời con anh chị nó sẽ không thể nào dễ dàng hơn đâu anh chị nha. Vì nền kinh tế nó ngày càng phát triển và cơ hội thì ngày càng nhiều, nhưng mà cơ hội chỉ dành cho những người có trí tuệ và những người có năng lực thôi. Nếu anh chị không phải là người tiên phong mở đường trong cái việc
phát triển bản thân trong cái việc có những cái kiến thức nền tảng về cái sự phát triển trí tuệ thì con cái mình sẽ không có được cái điều đó đâu anh chị. Cho nên ngày hôm nay mình học không phải là chỉ cho mình đâu anh chị, học vì tương lai của con mình nữa. Nếu anh chị là một người cha người mẹ thì tôi tin chắc rằng là không ai muốn là con cái của mình thương con mình mà. À, mình thương con mình anh chị nha, mình chắc chắn mình sẽ không muốn là con cái của mình phải đi là cái hành trình mà các anh chị đã từng đi và các anh chị đang muốn theo dõi, nó không hề dễ dàng tí nào anh chị. Và liệu rằng con mình có đủ mạnh mẽ như mình để vượt qua, để trụ tới cái ngày mà gặp được một cái môi trường như câu lạc bộ mình hay không, biết đâu rồi nó cảm thấy nó đuối quá cái nó thôi không cần, không muốn thành công nữa, giờ cứ là nhẹ vậy thôi chứ chắc cơ hội thành công không dành cho mình. Thế là tới đời cháu mình, đời chắc của mình, đời thế hệ sau này của mình là cứ lanh quanh lẩn quẩn là không thoát ra được cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền anh chị nha. Đấy. Cho nên ngày hôm nay mình học á anh chị, là bản thân mình phải có những cái mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng anh chị nha. Về cái điều mình muốn rồi, và cái thứ hai là mình phải dành thời gian cho những cái việc, cho những cái điều mà nó hỗ trợ cho cái kết quả mà các anh chị muốn hướng tới. Cùng là 24 giờ đó, chú cho là 5 tiếng mình ngủ đi thì mình sẽ còn 19 tiếng. Thì 19 giờ đó các anh chị phải tập trung vào cái điều anh chị muốn. Các anh chị cứ làm cái công việc mà mình đang làm, cứ kinh doanh cái mặt hàng mình đang kinh doanh. Nhưng mà ý tôi nói rằng là các anh chị làm việc nào ra việc đó, kinh doanh thì kinh doanh, đi làm thì đi làm, nhưng cái thời gian mà không có làm gì hết ấy, là các anh chị phải dành thời gian phát triển bản thân nè. Rồi dành thời gian hình dung tưởng tượng về cái kết quả các anh chị muốn nè. Dành thời gian nói về cái điều các anh chị muốn nè, tuyên bố về cái điều anh chị muốn nè. Các anh chị phải làm chủ được tâm trí của mình để nó luôn hướng về cái kết quả anh chị muốn. Làm chủ lời nói của mình, luôn nói những cái điều mà các anh chị muốn. Làm chủ hành động của mình để mình luôn có những cái hành động. Các anh chị phải biết rõ là mình những cái hành động nào giúp cho mình đạt được kết quả, tiến tới cái mục tiêu của mình. Cho nên anh chị, cái bước số 2 là cái sự lựa chọn mà thôi. Bước 1 là ai cũng có ước mơ, hoài bão và mục tiêu như nhau. Nhưng bước số 2 là sự lựa chọn trong cái việc sử dụng thời gian trong một ngày, cho cái việc sử dụng cái sự tập trung của mình đi. Để mà nghĩ, để mà nói, để mà hành động những cái điều giúp cho mình thành công. Nghĩ là mình phải nghĩ gì à? Nghĩ những điều tích cực, nghĩ về những cái điều mình muốn. Lời nói ra cũng thế, chỉ nói cái điều mình muốn thôi, lặp đi lặp lại cái điều mình muốn. Và hành động như thế, phải biết rằng những cái hành động nào giúp cho anh chị đạt được kết quả. Ví dụ những cái hành động mà tôi thấy là nó rất là tiêu tốn thời gian của anh chị. Ví dụ như hay đi chợ, chỉ cho đi chợ 2 3 ngày đi 1 lần đi anh chị, ngày nào cũng đi hết trơn. Xong rồi cái chuyện tiếp theo chính là hay được người khác nhờ vả đi làm việc này việc kia, cái mình cũng nhận luôn. Thời gian đó anh chị nên phát triển bản thân. Rồi gì nữa à? Hay đi tám chuyện rồi tiệc tùng, mời đám cưới đám hỏi thai nôi này kia, đi quá trời luôn, một ngày không biết bao, một tháng rồi không biết bao nhiêu cái tiệc luôn. Nha anh chị nha, đó là sự ưu tiên, đó là sự lựa chọn của mình đấy. Thành ra là những cái đầu tiên á anh chị, cái đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là anh chị phải làm chủ chính mình nha. Ví dụ khi mà các anh chị thấy cái tâm trí của mình nó hơi đi xa là các anh chị phải gì ạ? Bởi vì bây giờ mình đó là thói quen cũ. Tuyệt vời. À, chúc không biết anh hay là chị ha. À, cái giờ cái chúc anh chị đi. À, hoàn thành xuất sắc cái hợp đồng mua bán đó được không ạ? Và vượt mục tiêu tài chính tháng tháng 9 này và có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân nha. Đang học Zoom có người hỏi mua đất anh chị ạ. Hình dung tưởng tượng nha, hình dung tưởng tượng và hãy trả lời tin nhắn nha. Đấy. Chắc là nãy giờ khi mà tôi nói tập trung vào chính mình, tập trung vào cái điều mình muốn, là chắc là đang ngồi tập trung mục tiêu với tự nhiên khách hàng ở cửa mua hàng đó anh chị. Nếu mà chắc tốt nghiệp được cái nội dung là làm thế nào để tập trung vào chính mình ấy.
Hôm trước có mấy anh chị hỏi là sao chị cứ đăng mà chị bán không ai mua, xong rồi chị không đạt mục tiêu của chị đấy, nằm ở đây đây. Trong một ngày chị dành thời gian bao nhiêu thời gian cho mục tiêu của mình, bao nhiêu thời gian cho cái việc phát triển bản thân của mình để đạt mục tiêu của mình đây anh chị? Và các anh chị phải rèn luyện nha, tại vì chúng ta trước giờ là bị một cái đó chính là bị chi phối bởi bởi những cái sự việc, bởi những cái ngoại cảnh xung quanh. Đang ngồi đọc sách chứ tự nhiên nhớ trong đầu là chưa rửa chén anh chị. Dạ. Đang ngồi chép livestream tự nhiên nhớ là chưa đi đi chợ. Nó bị quen rồi anh chị ơi, nó bị quen rồi, do chúng ta hình thành thói quen từ bé là mình không có làm việc gì tới nơi tới chốn ấy. Và nên các anh chị là chúng ta có con ấy, hạn chế hạn chế gì anh chị ơi? Cho con mình sử dụng iPad nha, sử dụng mấy cái đúng rồi, một lúc làm nhiều việc ấy, nó là đã làm cho chúng ta bị hãy rèn luyện cái thói quen ấy, chính là bị không có sự tập trung. Những anh chị nào mà hay vừa túc cơm cho con mà vừa cho con coi máy tính điện thoại này kia là tiềm thức nó vô tình nó học được cái thói quen đó, nó đi vào tiềm thức anh chị, cái con mình sau này cũng sẽ bị không có sự tập trung như mình. Mà các anh chị thấy không, rồi chúng ta thay đổi cái sự tập trung mới nó đen được dễ luôn. Bây giờ mình phải rèn luyện anh chị nha, bởi vì một cái người thành công mà tôi chưa thấy một cái người thành công nào mà không có sự tập trung mà thành công được. Ngày trước anh chị, cái lúc mà tôi mới phát triển bản thân ấy, ôi trời, bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái công việc nó lăn quanh ở trong tâm trí mình anh chị, là đang chép livestream, đang học Zoom, mà đang đọc sách này kia, là đủ thứ chuyện ở trò vậy. Nãy giờ không, mình ngồi không, nó không có nhớ cái gì hết trơn ấy. Vừa mới cầm bút mình đọc sách một xíu, mới vừa gạch được dòng đầu tiên cái nó nhớ là chưa đi mua cái này, chưa đi mua cái nọ, chưa nhắn tin người này, chưa nhắn tin người kia. Cái xong mình làm, mình bấm điện thoại anh chị, cái mình lên mình đặt cái hồi, cái tự nhiên có người này người kia nhắn tới, cái tới chiều luôn chưa đọc xong hết 30 trang sách. Và tiên cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lỗi với bản thân anh chị à. Thế là mình phải cầu Tú đã, thứ nhất anh chị, Tú cầu nguyện, nghe tôi xin tìm thức vào vũ trụ là cho tôi cái sức mạnh của sự tập trung, cho tôi sức mạnh của sự kiên nhẫn và kỷ luật và sự nhất quán. Bởi vì tôi biết được rằng là nếu mình không có hai cái, ba cái phẩm chất này anh chị nha, thì khó mà có thể nào thành công được. Tại vì làm việc nó không có tới nơi anh chị ơi, không có cái gì nó tới nơi. Mình cứ lên kế hoạch cho nó hoành tráng vô cái ngày mai là gì, mình lên kế hoạch là 9 giờ tới 10 giờ làm cái này, nhưng mà bởi vì chen chen chút chút những cái kế hoạch đằng sau nó đẩy lên ấy, những cái việc lần trước mà mình làm nó bị dang dở anh chị, nó đẩy lên. Cho các anh chị phải rèn luyện ha. Đầu tiên là mình dùng tiềm thức, là mình cầu nguyện, mình đưa cái phẩm chất mà cái thói quen tập trung và kỷ luật của mình vào trong cái bản thôi miên 6 tháng, và mình tuyên bố mỗi ngày, mình tuyên bố về cái thói quen đó: tôi là người có khả năng tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình. Tôi là một người có khả, tôi có sự nhất quán, sự kỷ luật, sự tập trung. Tuyên bố rồi anh chị cầu nguyện vào buổi tối, rồi đưa vào bản thông minh ngoan nghe, có nhiêu mà chơi hết anh chị, tôi có bao nhiêu mà nó liên quan để mà giúp cho mình đạt được cái, tại vì anh chị biết không, tiềm thức là nơi cư ngụ của những thói quen. Bây giờ anh chị phải làm sao tìm, nó phải đi vào tiềm thức bằng cách là mình sử dụng cái công cụ lặp đi lặp lại anh chị nha. Và bên cạnh đó là Tú cũng những cái lúc mà mình dùng ý thức anh chị, là bằng cách là mình phải kìm lại để đọc sách nha, là mình cất điện thoại qua bên đó anh chị, tắt cái thiết bị điện tử. Dù như là mấy ngày đầu tiên anh chị, nói chung là nó cũng khó chịu lắm, nó cứ day dứt làm sao, kiểu như đang đọc hồi cái tiện quay qua quay lại điện thoại đâu rồi, ủa đâu rồi, bây giờ có ai gọi không ta, cứ quay tới quay lui kiểu đọc, nhưng mà vẫn đang tập trung là đọc nhanh nhanh, là đọc cho qua cho lẹ cho xong 30 trang, nó lấy điện thoại cầm điện thoại có không ạ? Đó anh chị, nhưng mà đó là một phần của quá trình anh chị nha. Cho dù nó có dây dứt, cho dù nó không có tập trung, anh chị vẫn cứ tiếp tục anh chị nha. Cho dù đọc xong không nhớ, vẫn cứ tiếp tục. Tuyệt đối là 30 phút, 30 30 trang sách đó, cho dù không nhớ, anh chị có đọc nhanh thì cũng không được cầm điện thoại luôn. Ví dụ anh chị đặt ra đọc sách 1 tiếng đúng không? Ok, để điện thoại qua bên. Cam kết với chính mình, một đầu tiên là phải cầu nguyện nha. Cầu nguyện là mình hoàn thành xong 30 trang sách này, hoặc là đọc sách 1 tiếng, và mình nhận được những cái kiến thức
tư duy giúp cho mình đạt được cái mục tiêu tài chính 30 ngày. Có được những cái bài học, có những cái tư duy kiến thức mà trong quyển sách này nè, giúp cho mình có được cái bí kíp giúp mình đạt mục tiêu 30 ngày và giúp cho gọi là cầu nguyện mình có sự tập trung lên đọc sách. Là lần đầu tiên anh chị đọc nhìn tiếng đọc ấy, cái xong cái cất điện thoại xa rồi, cái lâu lâu quay qua nhìn đâu rồi ta, không thấy đâu anh chị nha, cái cũng hơi ngứa ngáy xíu, cũng khó chịu lắm anh chị ơi, nhưng mà tuyệt đối là phải xong một tiếng này đã, xong một tiếng này đã anh chị. Thì cái ngày đầu tiên thì nó hơi không quen, cái ngày thứ hai tầm tới ngày thứ bảy và ngày 10 anh chị, ngày 10 trở đi ấy. Tự nhiên cái dần dần cái mình ngồi im được anh chị, cũng hơi nhúc nhích qua xíu nhưng mà tự nhiên nó ngồi im được rồi, nó không có bị ngứa ngáy tai nữa anh chị. Cái xong tới ngày 20, 21 anh chị ha, cái quen luôn, cái quen luôn. Vâng, nên là tại vì 21 ngày á là nó hình thành một cái thói quen mới, anh chị phải vượt qua đó, một phần của hành trình, một phần của quá trình anh chị nha, phải rèn luyện anh chị. Và bao trong số anh chị ra quyết định cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện cái thói quen của sự tập trung và kỷ luật, làm mọi việc cho nó hoàn thành, cho đến khi nó hoàn thành thì thôi, không có dang dở nên anh chị đừng có dở dở hương đó nha. Tại vì nếu bây giờ mà cái mục tiêu kế hoạch của anh chị là từ 7 giờ tới 9 giờ làm việc đó, thì mà các anh chị không có tập trung, anh chị không có làm hết ấy, thì cái xíu tới tầm 9 giờ rưỡi tới cái việc mà 9 giờ rưỡi tới 10 giờ 30 nó sẽ bị trì hoãn, bởi vì mình đẩy cái công việc kia lên, mình đẩy cái việc mà chưa có xong ở phần dưới mình đẩy lên, thế là nó cứ dồn mới dồn dồn dồn, cái cuối ngày cái mục tiêu thứ năm không đạt được, tại vì bốn cái kia nó hết giờ rồi. Nên chúng ta cũng sẽ cùng nhau rèn luyện anh chị, cho dù bây giờ nó có bảo là có ai thì nhắn tin gọi điện không gấp lắm mà các kiểu vân vân, kệ nó anh chị, bây giờ bận thì cũng bận cả ngày rồi, thời gian dành cho công việc thì cũng dành rồi, bây giờ thời gian dành cho mình kiểu kiểu như thế, nên học Zoom cũng như thế anh chị. Nhiều anh chị học Zoom xong không nhớ tôi nói gì hết trơn á, là bởi vì chúng ta cũng hay hay bị là học Zoom nhưng mà cứ hay để chế độ điện thoại này kia, ví dụ anh chị học Zoom ấy, iPhone nó có một cái ứng dụng ha, một cái chế độ anh chị, không biết anh chị xài như thế nào, chứ Tú mỗi lần mà Tú đọc sách anh chị, hay thậm chí là Tú học Zoom của người thầy thành công của mình ấy, thì thường tôi sẽ chỉnh chế độ là không làm phiền, thì coi như người gọi đến thì tin nhắn đến nó cũng không có báo lên đâu anh chị. Trên MacBook thì tôi không biết là có hay không, chắc là có, thì các anh chị hãy tùy chỉnh làm sao để hỗ trợ được cái sự tập trung của mình nó tốt nhất. Còn Samsung hay những cái hiệu thương hiệu điện thoại khác thì tôi không biết ha. Tại vì chắc chắn một điều là các anh chị học Zoom hay các anh chị chép livestream mà cần tới wifi rồi. Không có nào mà bảo tắt wifi để chế độ máy bay được. Trừ cái đọc sách thôi. Thì bây giờ nếu mà mình vẫn đang sử dụng wifi thì chắc chắn là tin nhắn nó vẫn đến. Zalo nó vẫn kêu. Điện thoại nó vẫn reo. Thì anh chị nào sử dụng máy nào thì tự nghiên cứu cái dòng máy của mình. Còn iPhone với Apple thì hay MacBook ấy, thì trong cái phần cài đặt nó có cái phần chế độ không làm phiền á anh chị, thì mặc dù anh chị vẫn sử dụng wifi nhưng mà không có làm phiền được, không gọi, thậm chí bữa anh chị biết là tôi nhà đọc sách đây chút xíu mở điện thoại là mười mấy cuộc điện thoại anh chị, cái mình tưởng vụ gì, thế là ai về mấy cái bên quảng cáo gọi quá trời gọi luôn. Thế nếu mà cái lúc mà chúng ta đọc sách nha anh chị nha, mà chúng ta nghe có phải mất thời gian không, tại vì mà mấy bên quảng cáo người ta gọi cho mình mười mấy cuộc luôn. Vâng, còn kể cả là đơn hàng hay này kia hay là khách hàng gõ cửa mua hàng ấy, thì sao ạ? À? Tại vì chúng ta đọc sách cái khung giờ mà tối, mà thường là tôi không có đọc sách ban ngày đâu anh chị, thường tôi sẽ đọc sách vào sau khi mà tôi đặt hàng vũ trụ xong thì dành thêm khoảng 1 tiếng rưỡi đọc sách nữa. Còn nếu mà có đọc sách thì tôi sẽ đọc sớm hơn anh chị ha, tại vì trong ngày ấy, ít khi nào tôi đọc sách ban ngày. Ví dụ anh chị nào chép livestream ấy thì ok chép được, nhưng mà đọc sách thì tôi nghĩ rằng là các anh chị nên chọn cái khung giờ mà một là sáng sớm, hay ví dụ như trước khi mà các anh chị bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình đi, thì sau khi kết thúc ba buổi Zoom sáng đi, anh chị đọc một xíu và bắt đầu kinh doanh. Ví dụ như là đọc từ 7 giờ đến 8 rưỡi thì 9 giờ anh chị kinh doanh đúng không, thì 9 giờ bắt đầu làm việc, còn tối thì đọc từ 23 giờ tới 00 giờ kiểu thế, tùy anh chị ha. Thì đó là cái thời khóa biểu của tiếng mục của Tuấn một xíu.
đấy. Tại vì thường mình đọc những cái múi giờ còn lại là thời gian kinh doanh mà. Ví dụ như là tầm 9 giờ tới 5 giờ chiều là tú làm, tức là tú kinh doanh anh chị. Ví dụ buổi trưa 12 giờ tới 13 giờ 30 thì tú dùm 90 ngày đi. Còn ngoài ra những cái khung giờ khác là kinh doanh hết. Làm việc gặp khách hàng, rồi tú marketing, rồi tú chăm sóc khách hàng, tú bán hàng. Đấy. Rồi ví dụ 18 giờ đến giờ 18 giờ thì học dùm doanh nhân mà. 20 giờ thì lên gặp các anh chị. Ừ. Được không ạ? À? Còn các anh chị nào mà chúng ta đang trong quá trình mà học kinh doanh ấy thì chắc chắn là giai đoạn này là phải học rồi. Học cả lúc 9 giờ tới 17 giờ luôn. Tại giờ học phải mài 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 rìu anh chị ơi. Mài rìu cho bán lên. Còn Tú là Tú mài nhiều năm rồi anh chị, bây giờ Tú song song vừa mài vừa vừa mài cho nó bán hơn và vừa làm. Còn giai đoạn nào những anh chị mà đi học kinh doanh thì chắc chắn là các anh chị phải mài nhiều hơn rồi. Mài rồi mới ra hành động được anh chị. Cái giờ rìu như cái rìu nhựa vậy đó, ra chặt cây chặt đồ, cái rìu gãy chứ cái cây nó không gãy. Được không, anh chị ơi? Anh chị biết giai đoạn mà khi mà tôi mới học kinh doanh ấy là 3 tháng đầu tiên là chị ăn với học thôi, 3 tới 6 tháng đầu tiên anh chị nhà chị ăn với học thôi. Tại giờ ra làm thì một cái người mang tư duy của một người làm thôi mà ra kinh doanh thì chắc chắn là sẽ bị choáng ngợp bởi rất nhiều cái anh chị. 3 tới 6 tháng đầu tiên anh chị Tú ăn với học không đấy, bắt đầu tới tháng thứ bảy tôi bắt đầu là gọi là ra và làm anh chị, thì bắt đầu tháng đầu tiên là kiếm được 20 10 10 20 triệu đó, xong nó tăng dần anh chị. Ừ. Tôi biết câu lạc bộ hồi tháng 5 tháng 4 2018 tôi biết bắt đầu khái niệm phát triển bản thân anh chị, cũng như biết người thầy thành công của mình từ tháng 4 2018, bắt đầu tôi học từ tháng 6 6 là 5 mà 6 là 7 là 8 là 9 là 10 là 6 tháng anh chị. Tháng 11 tôi bắt đầu là tôi vào làm kinh doanh, bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Thì nghe tháng 11 là kiếm được hơn mười mấy triệu, 20 mười mấy triệu, gần 20 triệu. Xong rồi tháng thứ hai thì tôi kiếm gần 50 triệu là tháng 12. Tháng 1 mới đó đầu, tháng 1 2019 mới đầu kiếm gần 50 triệu anh chị nha. Tháng này mới kiếm được ba mấy 40 thôi. Xong rồi tới tháng 2 là kiếm được 50. Tháng 2 2019 bắt đầu tăng dần lên anh chị. Và cuối năm 2019 đó như anh chị biết đấy, thì cái số tiền lợi nhuận tôi kiếm ra nó nhiều tới mức mà tôi có thể mua ô tô luôn. Nó dư ra nhiều tới mức tôi có thể mua ô tô anh chị, và có thể là trả được cho mình hai chuyến du lịch đi châu Âu. Và một chuyến đi Nhật Bản, và một chuyến đi Hàn Quốc, một chuyến đi Bali trong năm 2019 luôn nha. Và đầu năm 2020 là tôi mua ô tô đó. Vừa mua xong mà dịch luôn anh chị. Đấy. Nên là học, cái gì cũng phải học anh chị. Đặc biệt là học kinh doanh là cũng phải học luôn. Nên tôi biết rõ là gốc rễ thì tạo nên hoa trái nha. Cho nên là 6 tháng đầu tiên anh chị tôi ăn với học mà. Đúng không? Bây giờ suy nghĩ rằng là trời ơi, không biết học có thành công hay không rồi. Học bao nhiêu năm, 12 năm giờ còn học cái gì nữa. Và chính bởi vì cái sự đầu tư đó của tôi anh chị ha, giúp tôi có sự phát triển rất là bền vững trong xuyên suốt. Phải nói với anh chị, năm nay năm thứ năm kinh doanh của tôi rồi đó. Và thành công, nói tiếp thành công đại thành công. Mỗi năm trôi qua anh chị thấy tôi đều thành công hơn đúng không? Đấy là bởi vì tôi luôn, bởi vì những cái năm tháng đầu tiên đó tôi rất là hiểu rõ cái gốc rễ anh chị nha. Tôi đã đầu tư cho cái bản thân của mình từ rất là sớm. Nên là cái nhà tôi xây nó cao nhưng mà cái móng nó chắc quá nên là nó không có té được, nó không có sập được anh chị. Cho nên là trên cái hành trình tôi đi có rất là nhiều người bỏ cuộc, có rất là nhiều người bị tác động bởi người này người kia, bởi một vài cái yếu tố, gặp thách thức một xíu thì bỏ cuộc, gặp thách thức một xíu thì dừng lại. Nhưng mà bởi vì tôi được phát triển cái nội lực của mình quá mạnh anh chị. Vâng. Cho nên là không có điều gì có thể làm lung lay được cái ý chí và cái sự quyết tâm của mình. Gọi là hướng tới cái mục tiêu của mình anh chị nhỉ. Được không ạ? Tại tôi mài rìu mài quá trời mài. À, bây giờ vẫn mài anh chị. Được không ạ? Ừ. Cho nên các anh chị nha, đầu tiên anh chị phải biết cái điều anh chị muốn. Cái thứ hai là các anh chị phải biết là các anh chị cần phải tập trung cái điều gì để giúp mình đạt mục tiêu.
Nghĩ thì nghĩ cái gì, nói thì nói cái gì, hành động là làm á anh chị, làm mà làm cái gì mình thành công. Và mình cần phải rèn luyện để thay đổi cái sự tập trung của mình nha. Có thể mấy ngày đầu tiên anh chị rèn luyện thì nó cũng hơi bị, mặc dù tập trung mục tiêu rồi, nhưng mà nhiều khi là có người này người kia nói ra nó vào cái mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu, xong mình cũng sao người ta nói với mình như vậy ta, chắc người ta ghét mình hay sao ta. Nghĩa là những ngày đầu tiên cũng sẽ bị như thế anh chị nha, nó vẫn bị gọi là bị theo cái thói quen cũ, nhưng không sao đâu anh chị, cứ tiếp tục kiên nhẫn nha. Rồi dần dần các anh chị sẽ huấn luyện được cái con người bên trong của mình nó đi theo cái thói quen mới. Được không ạ? Ừ. Giống như con mình sinh ra, mới sinh ra có được mấy tháng tuổi à, kêu đi đi. Sao đi không được vậy? Đi mà còn té nữa. Sao đi được anh chị? Đúng không ạ? Sao nó biết đi biết nói liền được? Bây giờ anh chị phải chờ nó đến 3 tuổi. Phải rèn luyện rồi kiên nhẫn là tập cho con mỗi ngày. Chứ bây giờ mới tập cho con lần xong ngày mai kêu tự đi đi. Sao con mình đi được? Có phải là anh chị nào làm bố làm mẹ rồi, là giai đoạn đầu tiên để mà anh chị tập cho con đi là anh chị phải cầm tay của con đúng không? Xong rồi dìu cho nó đi từ từ, xong mua cái xe về cho chặt cho nó đi trong cái xe không? Có bây giờ anh chị nói là nè nha, ngày mai mà không đi được là cho nhịn nhịn sữa. Hay các anh chị kiên nhẫn tập cho con mình từng bước một cho đến ngày con mình đi được à? Hay chạy xe cũng như thế anh chị. Lái lần mới lái lần sao biết lái được? Mới lái lần sao biết lái được mà phải kiên nhẫn luyện tập mỗi ngày. Ừ. Nha anh chị nha. À, phải kiên nhẫn luyện tập mỗi ngày anh chị nha. Nên là các anh chị phải tưởng tượng là các anh chị huấn luyện tiềm thức của mình bây giờ nó cũng như thế. Không phải một chuyện một ngày hai ngày đâu anh chị. Nha. À, bởi vì một cái thói quen ấy, nó đã hằn sâu bên trong tâm trí của mình rồi. Cho nên là khi mà các anh chị muốn thay đổi cái thói quen mới là đầu tiên phải mình phải ra quyết định là mình làm được này. Mình hoàn toàn có thể thay đổi được bởi vì nó nằm bên trong tiềm thức của mình. Tâm trí của mình là của mình. Cái đó của mình thay đổi được. Và thứ hai là mình phải kiên nhẫn huấn luyện mỗi ngày. Hôm nay huấn luyện xíu, tập trung vào mục tiêu của mình. Chút, ví dụ đi, 19 tiếng. Các anh chị có 9 tiếng tập trung vào mục tiêu của mình, còn 10 tiếng tập trung vào những cái điều nào nó hơi không có quay, nó không có liên quan tới mục tiêu của mình lắm thì cũng tuyệt vời rồi anh chị. Ví dụ như những cái ngày đầu tiên tập trung được 1 tiếng, những ngày tiếp theo 2 tiếng, xong tăng dần lên 3, 4, 5, 6, 7, rồi dần dần các anh chị sẽ có một cái ngày là toàn là tập trung vào cái điều mình muốn thôi, tập trung vào chính mình thôi. Nha anh chị nha, cho nên đừng có trách móc mình. À, có như đó cũng không làm được, có như đó không tập trung được. Dạ vâng, ai cũng thế đó, ai cũng phải đi qua cái hành trình đó anh chị. Được không ạ? Ừ. À, ba trong số anh chị chúng ta hiểu được gì, comment số 1.000 đi ạ. Cho nên anh chị nha, chúng ta được quyền có những ước mơ lớn, có những cái mục tiêu lớn, nhưng hãy bắt đầu từ những cái hành động nhỏ. À, những cái hành động nhỏ anh chị, và xây dựng cho mình những cái thói quen mới, kiên nhẫn. Và chúng ta biết được rằng là có một cái quy luật vũ trụ anh chị, đó chính là cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm tất cả mọi việc. Cho nên khi mà chúng ta thay đổi được từ những cái hành động nhỏ, là các anh chị tập trung nè, nói nè, hành động vào những cái điều nhỏ, thì dần dần nó sẽ hình thành, xây dựng cái thói quen mới của mình trong cái việc lớn. Trong những cái việc nhỏ anh chị, ví dụ như trong cái việc là ăn uống nè, là cũng phải tập trung. Ăn là ăn, tắm là tắm, học là học, không có hai cái gạp vô một, gợp vô một được. Chơi với con là chơi với con, không có chuyện mà chơi với con, vừa chơi với con vừa lo công việc, vừa công việc mà vừa lo cho con được. Đấy, từ cái nhỏ đó anh chị, đó là những cái sinh hoạt mỗi ngày chúng ta, những cái mà chúng ta gọi là tiếp xúc với nó mỗi ngày. Rồi ghi chép livestream hay đọc sách cũng thế. Đó là về cái hành động. Còn về cái suy nghĩ thì sao ạ? À? Mình suy nghĩ từ những cái mục tiêu của mình là 30 ngày, mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng.
Nói thì mình cũng luyện tập nói từ từ. Đúng không ạ? Ngày trước tôi cũng nghĩ là tôi hay nghe video người thành công tranh thủ trong lúc mình ăn á anh chị. Nhưng mà nó thật sự với anh chị là nó sẽ tạo nên cái thói quen là mình không có tập trung ấy. Cho nên giờ là ăn ha. Ăn là mình cầu nguyện, mình biết ơn đồ ăn, mình biết ơn cái món ăn. Mình cái việc mà các anh chị tập trung ăn thưởng thức một cái bữa ăn chính là các anh chị biết ơn cái người nấu ấy. Các anh chị biết ơn những cái người đã cống hiến đóng góp cho cái nguyên liệu trong cái món ăn đó. Và biết ơn chính cái cơ thể mình, tôn trọng cái cơ thể của mình ấy. Nhiều khi cơ thể anh chị nói trời ăn cũng yên luôn á, nó mà biết nói sẽ nói như vậy nè, ủa rồi sao rồi giờ sao giờ cho làm cái ngày ăn cũng không cho ăn nữa ăn cũng yên nữa. Ngày trước tôi hay như vậy anh chị, nghĩ là tôi tranh thủ là vừa ăn cái tay thì múc bên đây nhưng mà điện thoại thì bấm bên đây nè, check tin nhắn rồi lên lịch hẹn vân 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 vân, mà ăn xong nó không có thấy ngon anh chị, ăn xong nó không thấy ngon. Cái thứ hai nó còn làm cho mình nếu mà thời gian dài như thế anh chị sẽ dẫn tới những cái không có khỏe về hệ tiêu hóa của mình đấy, như bao tử hay là như là đại tràng này kia, nên anh chị thay đổi cái cách ăn uống của mình thôi. Tại vì khi mà anh chị tập trung một cái vị đó thì tất cả neuron thần kinh anh chị đang tập trung vào cái vị kia, đâu tập trung để nó tiêu hóa và nó hấp thụ cái đồ ăn đâu. Một lần một ngày một một cá nhân nó đâu phải nào làm hai việc được đâu. Thế xong anh chị vừa ăn anh chị vừa bấm thì cái năng lượng anh chị dành cho cái việc nào nhiều hơn thì nó sẽ tập trung, nó dành thời gian nó xử lý cái vấn đề đó, nó xử lý cái hành động đó. Thế lúc này anh chị đang lên lịch hẹn thì nó chỉ tập trung là tìm kiếm lịch hẹn và lên lịch hẹn cho chủ nhân đó. Còn ăn uống anh chị cứ nuốt vào nhưng mà nó có tiêu hóa được đâu. Nên những anh chị mà chúng ta hay bị đau bao tử này kia, mình thay đổi cái cách ăn uống của mình. Nó nói trời ơi, tới giờ ăn cũng cho ăn nữa ăn cũng yên nữa. Đấy, được không ạ? Và các anh chị ăn uống nè, rồi suy nghĩ nè, lời nói nè, nói thì trước khi nói là phải uống rượu 7 lần. Anh chị nào mà nói chưa có quen ấy, nói cái ngôn từ tích cực một chiều chưa quen thì nói chậm thôi. Hôm nay chị đang vui là bởi vì chị đang có đơn hàng, chị đang chưa dương, hay là chị vui lắm, chị là người thành công, chị là người giàu có, hay là con của chị hôm nay hay là hôm nay chị đang khỏe. Nói từ từ anh chị sẽ thà trở thành thói quen. Chị mong muốn là thành công giàu có, thay vì ngày xưa mình nói là chị muốn thoát nghèo nha anh chị nha. Cho nên các anh chị phải hiểu được là khi những cái điều nào mà các anh chị những anh chị thay đổi cái thói quen cũ, hình thành nên thói quen mới, thì dần dần những cái thói quen đó nó sẽ trở thành những cái chủ đạo, những cái phản xạ chủ đạo mà các anh chị phản ứng ra nha. Anh chị phải hiểu được cái chìa khóa này, được anh chị ơi. Không phải là anh chị luyện tập cái sự tập trung của mình trong cái việc ăn uống là những cái việc khác nó không 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 có tác động nha anh chị nha, có hết. Ví dụ như anh chị làm từ những cái việc nhỏ mà các anh chị tập trung đi thì những cái việc lớn anh chị cũng sẽ tập trung. Tại vì đó là phản xạ mà con người chúng ta sống là phản xạ anh chị. Phản xạ là thói quen. Nên khi anh chị rèn luyện cái thói quen nào đó đối với những việc nhỏ thì tới những việc lớn nó làm y chang luôn. Nha. Nên các anh chị bắt đầu kiên nhẫn với mình, làm chủ lại suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, và rèn luyện nó bằng rèn luyện thật là kiên nhẫn anh chị nha, mỗi ngày. Ví dụ những ngày đầu tiên là mình còn hơi lo chuyện bao đồng một xíu, nhưng mà ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua rồi. Tốt hơn 1% là tuyệt vời rồi anh chị nha. Ví dụ như hơi 8 triệu, hôm nay còn hơi 8 triệu, bình thường 8 tới 10 cái nhà, bây giờ còn có 8 cái nhà. Ghé vô 8 cái nhà. Rồi xong hạ xuống còn 7 cái nhà. Xong còn 6 nhà, riết là không còn nhà nào là coi như đi chợ xong về thẳng nhà luôn. Được không anh chị ơi? Đúng rồi, chúng ta nói luyện tập nói chậm anh chị nha. Và sau đó anh chị khi mà các anh chị chúng ta giờ những lúc mà không có vui hay không có thoải mái, không có năng lượng ấy, thì sao? Thì thay vì mình nói là gì à? Là mình không có làm nữa, mình không có hành động nữa, bây giờ các anh chị phải luyện tập, huấn luyện anh chị nha, là không
mình đang không có năng lượng, đang không vui là bởi vì mình đang không làm chủ được suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, thay đổi là suy nghĩ của mình thôi. Yeah, tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu tài chính tháng 9 2023 một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Được anh chị ạ? Đó là cách để chúng ta gì làm chủ và làm gọi là tập trung vào chính mình. À, 3 trong số anh chị chúng ta nắm được rồi. À, comment số 1.000 anh chị nha. Đúng rồi, các anh chị phải làm chủ lại những cái lúc nào mà các anh chị thấy mình tụt năng lượng ấy, hay mình bắt đầu mình lo những cái chuyện bao đồng, những cái chuyện mà không liên quan tới mình ấy. Tuyên bố mục tiêu của mình to lên anh chị, hãy nhìn thấy cái bức tranh mục tiêu của mình. Và thêm một cái nữa anh chị, đó chính là các anh chị luyện tập một cái thói quen nữa anh chị nha, chính là ghi nhận thành công của mình mỗi ngày trong cái hành động anh chị, để mà ghi nhận thành công của mình ấy, giống như các anh chị đang ghi nhận tiềm thức của mình ấy. Từ những cái việc nhỏ các anh chị phải ăn mừng thành công luôn. Vâng, để mà chúng ta có thêm được cái sự tự tin anh chị nha, để có thêm cái năng lượng, có thêm cái động lực để chúng ta tiến về phía trước, được không ạ? Ừ, đúng rồi. Cho nên là mỗi ngày các anh chị cho qua, các anh chị thấy là mình đã có những cái sự phát triển về cái việc làm chủ suy nghĩ, là nói và hành động của mình tốt hơn ngày hôm qua 1% rồi, là mình phải ăn mừng liền để mình khích lệ động viên mình. Chứ mình đừng có nói rằng là trời, cái gì mỗi ngày cho qua có 1% vậy, là tiềm thức anh chị sẽ thấy không có vui đâu. Tại vì cái thói quen cũ của các anh chị là nó được hình thành mấy chục năm rồi, bây giờ chúng ta thay đổi thì nó cần thời gian. Nên hãy kiên nhẫn với chính mình anh chị nha, phải yêu thương chính mình và nói những lời tốt đẹp với chính mình, khích lệ mình, động viên mình, ghi nhận thành công của mình và biết ơn nha anh chị. Phải yêu thương mình nè, kiên nhẫn với mình nè, ăn mừng thành công của mình nè, ghi nhận thành công của mình thì mình mới biết ơn được. Ừ, đúng ạ. Và thêm một cái nội dung nha anh chị, đó chính là về cái quy trình buổi sáng ấy. Khi mà các anh chị em chúng ta cùng làm ấy, cái quy trình của cái tỷ phú là Tony Robbins anh chị, thì là thường anh chị nha, trong cái lúc mà hình dung tưởng tượng ấy, bức tranh ấy anh chị, bức tranh mục tiêu của mình ấy, thì mình sẽ có ba cái mục tiêu, ba cái mục tiêu anh chị. Nghĩa là trong lúc mà mình làm quy trình anh chị nha, sẽ có ba cái lúc mà để các anh chị gọi là nghe cái quy trình thôi miên, các anh chị sẽ hình dung tưởng tượng về cái ba cái mục tiêu của mình. Anh chị nhớ cái lúc mà ngài tỷ phú La Tuy Vin có nói không, hãy hình dung tưởng tượng về ba cái mục tiêu mà bạn mong muốn ấy. Ừ, thì thứ nhất ấy, các anh chị hình dung cái bức tranh mục tiêu 30 ngày của mình. Thứ hai, các anh chị hình dung bức tranh mục tiêu 6 tháng của mình. Có ba mục tiêu mà, thì các anh chị lựa chọn đi, lựa chọn ba cái mục tiêu đầu tiên, mục tiêu 30 ngày, thứ hai là mục tiêu 6 tháng, và thứ ba là một cái mục tiêu nào đó mà các anh chị muốn hình dung. Ừ, nha anh chị nha, nên mình chọn cả ba cái mục tiêu. Ví dụ như các anh chị có một cái mục tiêu là bán được bất động sản hay là sở hữu tài sản trong tháng này, hình dung luôn cũng được. Được anh chị ơi, tại vì có nhiều anh chị là chúng ta nghe tới cái phần đó là mình không biết ba cái mục tiêu là ba mục tiêu nào. Thì đầu tiên là tôi gợi ý cho các anh chị là mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, và một cái mục tiêu nữa là các anh chị tự lựa chọn. Ừ, và một cái điều mà tôi cũng hay nghe anh chị hỏi như vậy nè, là làm thế nào để mình tự tin trong việc tư vấn cho khách hàng. Thường á các anh chị, nếu mà chúng ta tư vấn cho khách hàng hay chúng ta hỗ trợ khách hàng ấy, mà chúng ta ngại ấy, nó đến từ đâu ạ? Mình không được tự tin nó đến từ đâu anh chị? Hay là cái việc mà các anh chị không có tự tin chia sẻ về sản phẩm dịch vụ của mình ấy, thì cái việc mà chúng ta, đúng rồi, trong cái việc đó nó đến từ nhiều yếu tố anh chị nha. Và cái yếu tố thứ nhất ấy, yếu tố mà sau cái yếu tố mà đầu tiên trong cái việc mà chúng ta chưa có tự tin chia sẻ cái sản phẩm dịch vụ của mình cho khách hàng hay tư vấn cho khách hàng, cái yếu tố thứ nhất anh chị nha, đến từ cái việc là mình không có tin những cái sản phẩm dịch vụ
những không có tin những cái giá trị mà sản phẩm dịch vụ của mình mang lại. Đúng rồi, không có tin những cái giá trị về sản phẩm và dịch vụ của mình mang lại. Mặc dù trong cái việc mà chúng ta ngại chia sẻ sản phẩm dịch vụ của mình cho khách hàng ấy, nó sẽ có rất nhiều yếu tố, những cái yếu tố mà hầu như gọi là rốc rễ anh chị nha, nó đến từ cái việc mình không có tin vào những cái giá trị về sản phẩm dịch vụ mình đang có, mình đang mang lại, hoặc là mình chưa có hiểu rõ anh chị, mình không có hiểu biết và không có hiểu hiểu rõ cái sản phẩm dịch vụ của mình nó tạo ra cái giá trị gì. Và đơn giản bởi vì mình chưa có tin và mình chưa biết nó có những cái giá trị gì ấy, anh chị. Nó đến từ việc mình chưa có ứng dụng, mình chưa có xài, nó chưa có kết quả, mình chưa có ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình, chưa có kết quả trên chính cơ thể của mình, làm sao mình tin được nha anh chị nha. Và cái yếu tố thứ hai anh chị, nó đến từ việc là mình không tin vào chính mình, đúng không anh chị ơi? Các anh chị đồng ý yếu tố là khi mà các anh chị tham gia vào các buổi Zoom của câu lạc bộ, các anh chị ứng dụng có kết quả, các anh chị rất là tự tin chia sẻ với những người bạn mà hỏi ủa giờ này học gì mà thấy thành công thế, thấy giờ này lạ quá, giờ này năng lượng quá, anh chị có tự tin chia sẻ họ vào Zoom của câu lạc bộ mình không ạ? À? Vào ngay luôn chứ, có liền anh chị. Trời ơi, vì vào học cái này hay lắm, tôi thay đổi nhờ cái buổi Zoom này nè, tôi nhờ kiến thức này nè, vô học đi hay lắm. Vâng. Hay giống như các anh chị là người kinh doanh thì các anh chị có một cái mặt hàng mà anh chị, cái mặt hàng đã thay đổi được cái chất lượng cuộc sống anh chị về sức khỏe hay là về làn da đi. Anh chị có tự tin chia sẻ không? Có, chia sẻ ngay mà luôn. Ai hỏi cái sao là nhà da đẹp thế, chia sẻ ngay anh chị. Do là đến từ cái việc mình chưa có tin vào sản phẩm dịch vụ của mình anh chị nha, hoặc là mình chưa có hiểu được cái giá trị sản phẩm dịch vụ của mình mang lại được cái lợi ích gì cho cái người khách hàng kia, và cái thứ hai là mình không có tin vào chính mình. Cho nên anh chị những anh chị nào chúng ta đang ngại tư vấn cho khách hàng, ngại chia sẻ cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ của mình, nếu mình là người kinh doanh hay là người bán hàng thì sao các anh chị ơi? Thứ nhất anh chị phải xem kỹ là mình đang mắc ở cái thứ nhất hay thứ hai, là cái thứ nhất hay cái thứ hai anh chị. Nếu mà cái thứ nhất ấy là do chưa có tin vào sản phẩm dịch vụ của mình, chưa có biết được cái giá trị sản phẩm dịch vụ của mình mang lại là gì, thì các anh chị cần phải tìm hiểu kỹ lại, xem cái sản phẩm dịch vụ của mình nó tạo ra được cái giá trị gì, và mình cần phải sử dụng, ứng dụng để có kết quả. Phải xài trước, ứng dụng trước, có kết quả rồi mới chia sẻ được chứ. Nhưng mà mình phải có được cái sự chuyển đổi cái kết quả từ chính cái sản phẩm dịch vụ đó đã mang lại cho mình, thì các anh chị mới có được cái sự nhiệt huyết để đi chia sẻ giúp đỡ mọi người được. Cho nên tôi rất là nhiệt huyết trong cái việc này, bởi vì những cái kiến thức mà giá trị mà tôi chia sẻ anh chị đã giúp cho tôi thay đổi cuộc sống của mình anh chị nha, nên là tôi có một cái bầu nhiệt huyết mà nó không giới hạn luôn. Một cái bầu nhiệt huyết mà không giới hạn anh chị, tại vì mình đã được chuyển đổi từ một cái người mà chưa có thành công anh chị, chưa có cái gì hết ấy, mà ngày hôm nay mình đã có những kết quả rất là tuyệt vời. Cho nên là tôi đã chuyển đổi từ cái kết quả những kiến thức của những người thành công chia sẻ cho mình sang thành cái sự nhiệt huyết để mình chia sẻ lại cho mọi người, giúp đỡ cho mọi người. Nên là các anh chị có thể có được cái sự nhiệt huyết khi đi chia sẻ giúp đỡ mọi người, khi mà các anh chị tin và các anh chị hiểu được cái sản phẩm dịch vụ mà các anh chị đang kinh doanh nó mang lại cái giá trị gì thôi. Và cái thứ hai, nếu mà các anh chị đến từ cái nội dung là mình không có tin vào chính mình thì nó đến từ cái này nha anh chị. Nếu anh chị và chúng ta đang có những cái dấu hiệu như vậy nè, sao mọi người giỏi thế, sao mình chẳng có giỏi gì hết, ui sao mình ngợp thế, rồi vô thấy kết quả mọi người ngợp quá anh chị, sao mình không giỏi, mình không đủ xuất sắc, rồi mình thế này thế kia, là các anh chị đang có dấu hiệu là đang không tin vào chính mình. Thì đó, thì cái điều đó nó có thể đến từ những cái rốc rễ tư duy, niềm tin ngày xưa,
từ những cái sự kiện, từ những cái hoàn cảnh mà các anh chị đã từng trải qua trong quá khứ. Thái độ, tư duy, kiến thức về cái sự thành công, về sự giàu có, về tiền, về kinh doanh, về bán hàng. Nên là các anh chị có những cái trải nghiệm là mình chia sẻ cho khách hàng xong bị khách hàng từ chối. Xong rồi khách hàng họ còn làm cho mình một tăng trong điện thoại nữa. Rảnh quá ha, gọi hoài vậy. À, biết người ta bận lắm không? Làm cho anh chị một chàng, anh chị hết hồn luôn. Sợ luôn anh chị, từ đó quéo luôn, từ đó không dám đi bán hàng nữa. Đúng không ạ? Nó hình thành nên các anh chị có niềm tin là sẽ ghét bán hàng, sợ bán hàng. Hay là các anh chị còn đến từ những cái sự kiện nè, hoàn cảnh trong quá khứ nè, bị nail là gì, kinh doanh không khó lắm rồi mà người ta làm được chứ con không làm được đâu, vân 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 vân. Những cái niềm tin tư duy ấy nó đang không hỗ trợ cho cái việc chúng ta bán hàng hay là kinh doanh hay là làm giàu anh chị. Vậy đối với cái thứ hai, yếu tố thứ hai mà không tin vào chính mình anh chị, thì cái lời khuyên của tôi dành cho các anh chị ấy, là các anh chị cần phải xây dựng lại cái niềm tin về chính mình anh chị. Thì rất là tuyệt vời là câu lạc bộ của chúng ta anh chị ha, có tạo một cái môi trường, cái chính là nhóm rèn luyện 90 ngày và nhóm rèn luyện doanh nhân. Thì khi mà anh chị tham gia vào hai cái nhóm rèn luyện này sẽ giúp cho các anh chị lấy lại được cái niềm tin vào chính mình, tin vào sức mạnh tiềm thức bên trong của mình, đúng không ạ? Ừ. Nha anh chị nha. Và trong những trong các cái buổi Zoom của nhóm rèn luyện, anh chị sẽ có được, mình sẽ được làm những cái quy trình. Thì khi mà các anh chị làm xong những cái quy trình mà để các anh chị khai phá được con người phi thường bên trong của mình, thì các anh chị sẽ có cái niềm tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân của mình là mình là người thành công. Và các anh chị sẽ có được cái tầm nhìn, cũng như các anh chị sẽ có một cái lộ trình từng bước, có được cái công thức, con đường từng bước một anh chị nha, để anh chị tiến tới cái mục tiêu của mình, ước mơ của mình. Ừ. Và tôi đảm bảo với anh chị luôn là khi mà các anh chị tham gia cái buổi Zoom của nhóm rèn luyện 90 ngày và doanh nhân anh chị nha, và các anh chị học tập cách nghiêm túc, tập trung, ứng dụng và kiên nhẫn với chính mình, thì sao với anh chị? Ừ. Thì từ các anh chị sẽ bắt đầu từ cái giây phút này về sau anh chị nha, các anh chị sẽ giờ là những cái ngày tháng năm huy hoàng về tài chính của mình luôn. Tại vì anh chị biết không, khi mà các anh chị đã tin tưởng bản thân mình là cái người thành công rồi thì sao ạ? Thì ngay lúc đó là cái lúc mà tiềm thức bắt đầu được khởi động để thu hút nguồn lực đến giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu là tôi tin tôi là người thành công và giàu có. Cho nên cái ranh giới anh chị nó chỉ khác nhau ở chỗ là bạn có tin bạn thành công hay không thôi. Và tin một cách tuyệt đối nha, không có tiếng nói nhỏ, không có những hình ảnh kéo mình lại, không có những cái sự kiện kéo mình lại để mình lâu lâu mình hơi lung lay niềm tin. Mà khi anh chị tham gia nhóm rèn luyện, các anh chị bắt đầu gia tăng sự hiểu biết, các anh chị bắt đầu được thay đổi những cái gốc rễ của mình, những cái niềm tin của mình về tiền, về sự giàu có, về bán hàng, về người giàu, về kinh doanh. Thay đổi hết anh chị nha. Và được làm những cái quy trình đó. Cho nên anh chị không, có những người ấy, họ xây dựng cả cuộc đời của họ, họ đi làm cả cuộc đời của họ, học tập với chị bản thân cả cuộc đời của họ luôn, nhưng mà họ vẫn chưa tin rằng mình có thể là người thành công luôn anh chị. Có rất là nhiều người họ tốn cả cuộc đời nhưng vẫn chưa tin họ là người thành công luôn. Nhưng mà với câu lạc bộ chúng ta anh chị nha, với nhóm rèn luyện 90 ngày và nhóm rèn luyện doanh nhân, sẽ giúp cho các anh chị tin được vào bản thân của mình là người thành công. Và khi bên trong anh chị có cái gì bên ngoài anh chị sẽ có cái đó. Anh chị tin cái điều gì nó sẽ xảy ra như vậy anh chị. Ừ. Cho những anh chị nào mà chúng ta đang nhận, đang gọi là gặp phải cái yếu tố thứ hai là đang chưa tin vào chính mình ấy. Anh chị biết không, anh chị chưa tin vào chính mình, anh chị đụng tới đâu rồi nó hóa đá tới đó. Anh chị làm cái gì nó cũng không có hoàn thành hết trơn ấy. Anh chị làm gì nó cũng không có xuất, nó không có đạt được kết quả. Anh chị nào hỏi về nhóm rèn luyện, các anh chị có thể hỏi những cái người bạn đã gửi link Zoom cho mình nha. Cái người bạn nào gửi link Zoom cho bạn ấy, bạn liên hệ với người bạn đó, họ sẽ hỗ trợ bạn được không ạ? Đấy. Nên những anh chị chúng ta đang gặp những cái dấu hiệu tôi vừa nói đó là đang không tin về chính mình ấy. Thì các anh chị cần phải ra quyết định anh chị nha. Tham gia vào nhóm rèn luyện 90 ngày và nhóm doanh nhân càng tốt.
để chúng ta có thể trở một cái bậc thầy, sử dụng sức mạnh tiềm thức. Và khi mà anh chị tin vào chính mình rồi, tin vào tiềm thức của mình rồi anh chị, thì sao ạ? Các anh chị bắt đầu, chúng ta bắt đầu tự tin rồi sao ạ? Thì mọi điều, không có điều gì mà làm khó được anh chị đâu. Được anh chị ơi. Và khi mà các anh chị tham gia vào nhóm doanh nhân thì sao ạ? Các anh chị sẽ được cài đặt lại những cái niềm tin về bán hàng, niềm tin về kinh doanh. Và các anh chị được học những cái bộ tư duy của những người bán hàng đỉnh cao, của những người có cái khả năng bán hàng đỉnh cao anh chị. Và được học về marketing này. Đấy. Nói chung là nếu mà tôi thấy các anh chị ráo định đã học, đằng nào phải học ấy, đằng nào phải thành công ấy, không sợ học sớm thành công sớm anh chị, ráo định luôn vào học cả hai nhóm rèn luyện lên anh chị nha, để được thay đổi toàn bộ gốc rễ của mình từ A tới Z. Gốc rễ của mình, niềm tin của mình về bán hàng nè, được cài đặt lại những cái tư duy, những cái của những người bán hàng xuất chúng nhất trên hành tinh nha anh chị nha. Đấy. Nên anh chị nào ấy mà chúng ta ở đây mà chúng ta đang gọi là đang kinh doanh nhưng mà nó đang chưa có kết quả lớn, hay mình chưa kinh doanh, hay thậm chí bây giờ mình bắt đầu muốn học kinh doanh thì sao ạ? Là các anh chị cần phải tham gia ngay. Đúng rồi, tham gia ngay anh chị. Tôi năm nay tự đi mò mò hoài có ra đâu, mò hoài có thành công đâu. Bây giờ ra quyết định một lần là thay đổi cuộc đời mình luôn anh chị. Chứ bây giờ cứ lăn tăn rồi cứ đi vòng 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 bao nhiêu năm qua có kết quả đâu. Nha anh chị nha, không senior đâu anh chị, mà cứ đi lăn quanh như thế nó không senior. Tại vì ở ngoài anh chị học rất là nhiều cái luôn, ở đây câu lạc bộ là hướng dẫn anh chị từ A tới Z luôn. Còn ví dụ như bên ngoài các anh chị muốn học về bán hàng, đi học học chỗ, xong muốn học về lãnh đạo học chỗ, học về tư duy học chỗ, học về đầu tư học chỗ. Nói chung mỗi cái anh chị học chút 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 chút, mỗi nơi anh chị học một cái. Còn trong câu lạc bộ hướng dẫn anh chị từ A tới Z luôn, học trọn đời đúng không anh chị? Được không ạ? Nha. Nên là có rất nhiều anh chị là chúng ta, anh chị nên nhớ, anh chị mà bán hàng, học marketing ấy, hay học làm kinh doanh ấy, mà anh chị dùng ý thức nó không senior đâu. Các anh chị nhà chúng ta từng học rất là nhiều các lớp bán hàng, đa số đều bằng ý thức hết trơn ấy, có senior không? Nào là gì? Lập ra danh sách nè, gọi điện nè, lên nội dung cần phải nói gì nè, xong khách hàng trả lời sao nè, sắp xếp viết nhiều lắm anh chị. Rồi cả cái bộ câu hỏi xử lý từ chối nè, rồi bộ câu hỏi là giải quyết vấn đề nè, rồi thậm chí có nhiều anh chị đã bị đào tạo bán hàng mà ý thức quá nhiều á, vô hỏi tú á, em có cái ba rem nói chuyện không? Ý là cái ba rem câu A, người A nói gì, người B nói gì, tôi nói dạ không. Ủa sao mình biết người ta, chắc chắn người ta sẽ nói như thế. Mà mình cần phải phát triển lên anh chị. Cho nên anh chị ngày ngày trước anh chị ha, Tú cũng là một cái người bán hàng ấy. Thì mình rất là sợ anh chị, cái nỗi sợ là mình rất là sợ là mỗi lần mình nói tới là mình cà giật cơ. Kiểu như khách hàng người ta nói mà mình không có biết nói gì, và mình bị đưa cái ba đem vô thì đến cái chủ đề mình nói với khách hàng thì nó không khớp anh chị. Sếp mình thì đưa cái nội dung này, nhưng tới lúc vô chủ đề khách hàng người ta nói theo ý người ta, cái mình đâu có sao mình kéo người ta về được. Ba đem chỉ là cái bài mẫu thôi anh chị. Xong vô nói rồi xong coi như fail. Anh chị biết tôi kinh, tôi đi bán hàng á cho công ty đó 2 năm. Mà số tiền nó kiếm được anh chị nha, có 50 triệu thôi trong 2 năm, 24 tháng kiếm được 50 triệu. Thì các anh chị suy ra giúp tôi đi là 2 năm tôi kiếm được mỗi mỗi tháng bao nhiêu tiền. Hồi đó bài học học bán hàng mà ý thức ấy, là cứ học thuộc nguyên cái ba đêm như thế luôn. Cái vô nói trực lớp à. Nên là nó xuất phát từ mình, các anh chị nhớ nha. Cho nên là tại sao câu lạc bộ tạo ra một cái nhóm rèn luyện đó, chính là nhóm rèn luyện về doanh nhân anh chị, là chúng ta sẽ được học về bán hàng và marketing ấy, bằng sức mạnh tiềm thức, là nó xuất phát từ bên trong của mình. Chỉ cần các chị thay đổi bên trong thôi là bên ngoài các anh chị sẽ được lưu thông anh chị. Cho nên mọi cái nó không phải đến từ bên ngoài đâu, nó đến từ bên trong của mình thôi. Nên là cái nhóm rèn luyện doanh nhân anh chị, những anh chị nào mà chúng ta muốn tham dự, các anh chị có thể hỏi những vị chủ nhóm của mình, những người bạn gửi link giùm cho mình ấy. Hỏi xem cái cách đăng ký, cái điều kiện tham dự là gì. Tại vì không phải ai cũng tham dự được đâu anh chị nha. Chỉ như anh chị nào khát khao thật sự thôi.
các anh chị đang khao khát thay đổi cuộc sống của mình thì các anh chị nên tham gia. Để mình xem cái sự cam kết là gì để các anh chị tham gia nha. Được không anh chị ơi? Còn nếu mình chưa khao khát á, mình thấy là thôi năm sau, năm tới, năm kia, 2 năm nữa thành công vẫn được, không sao cả. Tại vì anh chị lựa chọn như thế nào thì cuộc đời anh chị sẽ đi đúng theo cái niềm tin và sự lựa chọn của các anh chị. Được không anh chị ơi? Ừ. Nha. Rồi và bao trong số anh chị chúng ta gì? Rất là khao khát, rất là mong muốn bứt phá trong những tháng còn lại của năm 2023 và làm nền tảng bước đà cho sự thành công của năm 2024 và nhiều năm tiếp theo. Là từ giây phút này về sau anh chị là những cái năm tháng huy hoàng về tài chính của mình. Thì các anh chị ra quyết định đúng không ạ? Có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng cùng với tổ câu lạc bộ vào 18 giờ ngày thứ hai được anh chị ơi. Vào trong số anh chị ra quyết định ạ. Thì comment tôi nha anh chị nha. Đi đâu loanh quanh trên đời mỏi mệt, đi bao nhiêu năm nay rồi, hãy cho phép bản thân mình anh chị. Giống như đây là một cái lần mà gọi là rút kiếm định giang sang anh chị. Bao năm nay ok, có thể anh chị nói là chị đi học nhiều nơi rồi, lần này có đáng tin không em? Muốn biết đáng tin hay không đúng không? Bao trong số anh chị chúng ta tham gia nhóm rèn doanh nhân mà chúng ta có được những kết quả vô cùng tuyệt vời từ công việc kinh doanh của mình thì các anh chị comment số 1.000 đi ạ. Ngày mai tôi sẽ mời anh em một vài anh chị chia sẻ với các anh chị những cái thành công ha. Hồi thu nhập ta gia tăng đột biến anh chị, bao trong số anh chị đã biến thu nhập 1 năm của mình trở thành thu nhập 1 tháng rồi ạ. Ngày trước kiếm kiếm 100 triệu 1 năm. Có như anh chị tham gia được 3 tháng, 6 tháng, biến thu nhập 1 năm thành 1 tháng thôi anh chị. Ngày mai tôi sẽ mời những anh chị lên phỏng vấn, chia sẻ cho anh chị những câu chuyện thành công nha. Bao trong số anh chị muốn gặp những người thành công, được nghe những câu chuyện thành công thì comment số 2.000 anh chị ơi. Các anh chị ra quyết định mạnh mẽ nha. Khi mà nghe câu chuyện thành công xong phải hành động nha. Chứ giờ mời những anh chị doanh nhân ở đây, anh Mỹ, những anh chị đã gieo hạt chia sẻ cho các anh chị mà chúng ta phải có cái niềm tin là mình làm được. Đừng có ngại khó anh chị, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, có chí ắt làm nên anh chị nha. Và chúng ta nên nhớ một cái điều tuyệt vời khi mà các anh chị tham gia vào nhóm doanh nhân là các anh chị tham gia và các anh chị được học trọn đời đấy. Trời ơi, sướng quá trời sướng luôn. Có cái nơi nào như câu lạc bộ mình không? Vào học, đăng ký học đúng không, xong anh chị được học trọn đời, nghĩa là những kiến thức trong nhóm rèn doanh nhân anh chị và những kiến thức mà nhóm rèn 90 ngày ấy, là các anh chị liên tục được update nha, nó đi song song với thị trường luôn. Chứ không phải câu lạc bộ chia sẻ anh chị kiến thức của năm 2023 cái năm 2025 mà chia sẻ như cũ đâu, không, nên liên tục update làm sao để các anh chị có thể là gì ạ, nó phù hợp với cái thời điểm kinh doanh của nền kinh tế hiện tại để các anh chị gì ạ, bắt kịp với cái gọi là gì ạ, cái thị trường để chúng ta gì ạ, gia tăng được thu nhập của mình lên. Chứ bây giờ anh chị nào mà đang kinh doanh năm 2023 mà còn lấy cái kinh nghiệm bán hàng của năm 2010, năm 1900 hồi đó. Dạ. Thì sao kinh doanh được? Được anh chị ơi, các anh chị hãy hỏi những người bạn của mình nha. Được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, thì đó chính là cái sự chia sẻ của Tú trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Chia sẻ với các anh chị. Thì như đã hứa đúng không? Trong buổi tối ngày mai tôi sẽ mời những anh chị có những cái kết quả rất là thành công trong việc ứng dụng những cái kiến thức công thức thành công của câu lạc bộ cũng như những anh chị ấy đã tham gia vào nhóm rèn doanh nhân anh chị nha, lên chia sẻ câu chuyện thành công với các anh chị để giúp chúng ta gì ạ, có thêm những cái niềm tin cũng như gia tăng thêm cái niềm tin và động lực để chúng ta ra quyết định mạnh mẽ hơn anh chị nha. Cùng nhau học tập, cùng nhau thành công được không ạ, cùng nhau kiến tạo một cuộc đời ngoại hạng. Tối thành công và các anh chị cùng thành công. Rồi, rất là tuyệt vời. Và rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Rồi, rất là cảm ơn anh chị, biết ơn chị rất nhiều. Bye bye, I love you.